Nam Minh xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phóng sự cộng đồng của Đài truyền hình Việt Today. Thưa quý vị, mặc dù những ngày Tết cổ truyền đã qua, nhưng không khí Tết dường như vẫn còn vương vấn đâu đây, khi cuối tuần qua vẫn còn rất nhiều hội đoàn tổ chức những buổi họp mặt tân niên mừng xuân mới. Trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật, phóng viên Việt Today đã có dịp đến với các buổi tiệc tân niên của các hội đoàn. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Và lúc 11 giờ sáng thứ Bảy, ngày 28 tháng 2 vừa qua, tại trường Rocket Ship Park, số 683 Sinvendale Avenue, thành phố San Jose, đã diễn ra một chương trình mừng xuân do các phụ huynh tổ chức nhằm duy trì nét văn hóa của người Việt và đồng thời giới thiệu đến cộng đồng bạn về phong tục tập quán của người Việt Nam. Chúng tôi được gặp gỡ cô Cindy Nguyễn, đại diện ban tổ chức, cô cho chúng tôi biết thêm. Dạ thưa, năm nay là năm thứ nhì mà ngôi trường này được thành lập. Thì em thấy ở đây cũng có nhiều bố mẹ phụ huynh là học sinh. Chính vì vậy mà chúng em muốn có tổ chức Tết để thứ nhất là mình cho các con cháu của mình giữ cái phong tục tập quán của mình. Và thứ nhì nữa là phong tục tập quán của mình cũng có nhiều cái hay. Em cũng muốn giới thiệu tới những cộng đồng bạn để cho họ biết về ngày Tết của mình. Chúng em sắp xếp trước đây 2 tháng. Thì bọn em cũng đi xin mọi các cơ sở thương mại họ giúp đỡ mình, với lại trường họ cũng ủng hộ mình về tinh thần và vật chất rất là nhiều. Và ngược lại cũng có nhiều bố mẹ rất là có tinh thần nữa, họ cũng giúp đỡ em rất là nhiều trong cái việc mà em tổ chức Tết này. Họ cũng cho tiền rồi cũng support em giữa những cái chuyện mà em cần giúp đỡ. Nên em cần 2 tháng để chuẩn bị cho cái Tết ngày hôm nay. Dạ thưa, em cầu chúc tất cả các quý vị, nhất là Việt Nam của mình, một năm mới được thật nhiều thành công, nhiều sức khỏe và vạn sự như ý. Phóng viên Việt Today nhận thấy có khoảng hơn 100 quan khách tham dự, gồm các phụ huynh, bạn bè và đặc biệt là sự hiện diện của những chính khách và giới truyền thông. Không gian của sân trường được trang trí bằng những cành hoa, câu đối và khi các em nhỏ vui chơi trong trang phục áo dài trông rất dễ thương. Chị Khanh, có con gái theo học tại trường Rutgers Ship, đã chia sẻ với chúng tôi. Trường có cái chương trình dạy rất là tốt cho các bé và tôi nghĩ là nếu như ai có cơ hội được thì con mình sẽ tốt nếu được vào cái trường Rocket Ship này. Cái đầu tiên là phải biết đó là Tết, là lễ truyền thống và chúc Tết ông bà, và là các cháu rất là háo hức được lì xì. Chúng tôi được tiếp xúc với một trong những giáo viên của trường Rocket Ship Spark, anh chia sẻ cảm nghĩ của mình. Hi Randy, as a teacher, what do you think about Rocket Ship and the student here? I think Rocket Ship is great. I think that the model that we have is really effective for hitting all the different important subjects. So we hit math and ELA. And students have a really strong foundation in that growing up, which I think is really important because those are what will carry them to success later on in life and through college. So what do you know about Lunar New Year, especially the event today? I don't know much about it. I've heard something about red envelopes, but I don't know much about it. I'm really excited about the Vietnamese food, though. I'm excited to try a lot of it. I see some of my students, some of my current students, some of my older students from last year. They're wearing their dresses, and the boys are wearing their shirts. They look so handsome and, you know, pretty. Like, they all look awesome. Yeah, thank you. Là hiệu phó của trường, cô Trần cho biết thêm. I really love the idea. Growing up and going to these festivals as a child, I knew that it was just important to be involved in the community, but then I also love it because we can involve everybody in our school community in this cultural event. What do you think about the other children that are not Vietnamese? How do they react to the event? I think our biggest success is welcoming all students at school and when we're outside of school to join in and explore new ideas and talk to new people. Với mục đích tạo điều kiện cho các em vui chơi trong dịp Tết Nguyên Đán, nên ban tổ chức đã chuẩn bị các trò chơi như jumper và rất nhiều thức ăn, với đa số là các món đặc trưng của ngày Tết, cùng các món như gỏi cuốn, mì xào, heo quay. Ngoài ra còn có pizza, cánh gà chiên, trái cây và nước giải khác. Buổi tiệc mừng xuân của trường tiểu học Rocket Ship Spark Academy kết thúc vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày. Xin cảm ơn ban tổ chức và các phụ huynh đã tạo cơ hội cho các em vui chơi và giới thiệu đến các cộng đồng bạn về ngày Tết cổ truyền Việt Nam.
Như thường lệ, vào dịp đầu xuân, Hội Cựu Thiếu Sinh Quân Bắc Cali tổ chức dạ tiệc mừng xuân mới Ất Mùi vào chiều thứ Bảy vừa qua tại nhà hàng Flourishing Garden số 1650 Monterey Road, thành phố San Jose, để các niên trưởng, các thầy cô cũng như các cựu thiếu sinh quân và gia đình có dịp gặp gỡ, hàn huyên và chúc Tết lẫn nhau. Thiếu sinh quân là một phần trong tổ chức quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là nơi giáo dục, huấn luyện con em của các quân nhân, sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trường Thiếu sinh quân Việt Nam được đặt tại Vũng Tàu, bắt đầu hoạt động từ tháng 6 năm 1956. Ngay từ rất sớm, các cựu thiếu sinh quân trong trang phục chỉnh tề cùng với các phu nhân và gia đình đã có mặt cùng thăm hỏi và chúc Tết lẫn nhau. Ông Nguyễn Hữu Đức, Hội trưởng Hội Cựu Thiếu sinh quân Bắc California, cho chúng tôi biết. Kính thưa quý vị, hôm nay cũng như hàng năm, Hội Cựu Thiếu sinh Bắc California tổ chức một buổi tân niên đón xuân Ất Mùi 2015. Mục đích của chúng tôi là để kêu gọi tất cả anh em cùng lớn lên từ thửa thiếu thời ở trường Thiếu sinh quân Việt Nam từ năm 12 tuổi cho tới ngày hôm nay, và cũng như mời gọi tất cả các thân hữu, các hội đoàn đến tham dự trước là vui xuân, sau là chia sẻ những cái kinh nghiệm sống, những buồn vui của năm cũ và chúc nhau những điều tốt đẹp cho năm mới. Dù thời tiết thay đổi đột ngột với cơn mưa cuối tuần, nhưng các quan khách vẫn đến tham dự rất đông đủ, làm cho không khí buổi dạ tiệc luôn sôi động và vui vẻ. Ông Thanh Vi, trưởng ban tổ chức, đã chia sẻ. Thì đây là một cái tổ chức hàng năm của chúng tôi. Nó theo cái truyền thống tốt đẹp, văn hóa của dân tộc Việt Nam. Nhưng mà đặc biệt năm nay thì cái số tham dự của anh em cũng như là của thân hữu thì đông hơn mọi năm. Và cũng nhân dịp này chúng tôi cũng gửi đến tất cả các quý khán thính giả đã từng biết đến Hội Cựu Thiếu sinh quân Bắc Cali một năm mới tức an khang, hạnh phúc và được vạn sự như ý. Mở đầu chương trình là lễ chào cờ Hoa Kỳ, cờ Việt Nam Cộng Hòa cùng một phút mặc niệm, đặc biệt là để tưởng nhớ đến Thiếu tướng Lý Tòng Bá, cũng là một cựu thiếu sinh quân vừa qua đời tại miền Nam Cali. Tiếp theo là phần phát biểu và chúc Tết của trưởng ban tổ chức, ông Thanh Vi và Hội trưởng Hội Cựu Thiếu sinh quân Bắc Cali, ông Nguyễn Hữu Đức. Đặc biệt nhất là phần phát biểu dí dỏm của cựu giáo sư Trần Thiện Chi đã tạo nên những tiếng cười vui nhộn. Đại diện ban tổ chức cũng không quên lì xì đầu năm cho các em nhỏ, theo đúng truyền thống đón Tết của người dân Việt. Không khí buổi dạ tiệc trở nên sôi động với phần văn nghệ do chính các cựu thiếu sinh quân và các phu nhân trình diễn, được mở đầu với ca khúc Hành khúc Thiếu sinh quân thật hào hùng. Tiếp nối là nhạc phẩm Ly rượu mừng như một lời chúc năm mới đến tất cả các quan khách. Buổi dạ tiệc của Hội Cựu Thiếu sinh quân Bắc Cali kết thúc vào khuya cùng ngày trong sự luyến tiếc của các quan khách. Mọi người cùng hẹn nhau, cùng mong chờ cuộc hội ngộ lần tới. Thưa quý khán giả người Việt khắp nơi, lúc 6 giờ chiều ngày 28 tháng 2 năm 2015, tại nhà hàng Grand Pigeon, Hội Binh quân Bắc Cali đã tổ chức một tiệc tân niên mừng năm mới và ra mắt ban chấp hành. Thứ nhất, đây là một cái ngày mà gia đình Binh quân Bắc Cali có điều kiện họp mặt, gặp nhau, chia sẻ những niềm vui đầu năm, cũng như là gửi những cái lời chúc tốt đẹp nhất trong năm mới. Và đây cũng là một cái dịp mà tất cả các chiến hữu về đồng quân vẫn an thăm hỏi những niên trưởng và huynh trưởng của mình.
Dạ vâng. À, thưa anh, được biết được rằng cái nhiệm kỳ anh hiện đang là hội trưởng của cái nhiệm kỳ mới, anh có thể cho biết rằng cái nhiệm kỳ này là kéo dài từ năm nào tới năm nào, và cái điều gì mà anh nhận cái nhiệm vụ đó anh thấy thuận lợi và có cái điều gì khó khăn trong cái hội đồng quân thưa anh? À, một nhiệm kỳ của hội trưởng hội bộ đồng quân Bắc Cali là 2 năm, thì tôi chính thức nhận là niên khóa năm 2014 đến 2016. Và đây cũng là một cái điều mà khi tôi nhận lời nhận cái nhiệm vụ và cái trách nhiệm là cái người đứng đầu và điều động anh em của hội Việt Nam quân Bắc California, thì với cái niềm tin và với một cái trách nhiệm mới, tôi rất hy vọng và tin tưởng là trong tương lai tất cả anh em chiến hữu trong hội Việt Đồng quân Bắc California sẽ có những cái sinh hoạt gần gũi và với cộng đồng Bắc California. Vâng, bây giờ đó là 40 năm rồi cái ngày mà Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam. Nhớ về 40 năm trước và 40 năm đó là chúng ta đã không còn làm cái nhiệm vụ đó là bảo vệ cái miền Nam tự do. Anh có cái suy nghĩ gì về cái hiện tình đất nước ngày hôm nay mà anh cần muốn nói với đồng bào ở trong nước? Mặc dù là sau 40 năm, tất cả những chiến hữu của chúng tôi đã rời xa quê hương, nhưng trong lòng lúc nào cũng hướng về quê ngoại. Lúc nào tất cả anh em chúng tôi đều nghĩ về những người trong quốc nội, nhất là những giới trẻ, thanh niên trẻ cũng đã có những sự mà can đảm đấu tranh. Thì đó là một cái niềm mà rất là hãnh diện và rất anh em chúng tôi rất là mong mỏi và cầu chúc tất cả bạn trẻ trong nước thật nhiều sức khỏe và nhiều may mắn. Cái điều quan trọng nhất là vẫn giữ vững cái niềm tin để một ngày nào đó chúng ta sẽ trở về lại với quê hương. Sau nghi thức khai mạc. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các tù nhân chính trị đã bỏ thay nơi lao tù cộng sản và các đồng hương Việt Nam đã bỏ thay nơi rừng sâu núi thẳm, nơi trùng dương mênh mông trên đường vượt thoát tìm tự do. Và một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các chiến sĩ mũ nâu đã giã từ gia đình Việt Động quân Bắc Cali trong năm qua. Phút mặc niệm bắt đầu. Cựu đại tá Bình Đồng Quân Lê Phú Đào đã nói lời chúc xuân. Bắc Cali, tôi xin hân hạnh chào mừng và cảm ơn các quý vị quá khách, quý hội đoàn, quý thân hữu và quý chiến hữu đã tham dự cái buổi tiệc mừng xuân Ất Mùi do Hội Việt Quân của chúng tôi tổ chức. Tất cả quý nghe chào tay chào. Chương trình văn nghệ được các ca sĩ địa phương đóng góp mang đậm chất lính. Ngày đầu xuân chúc non nước thanh bình. Cùng chúc nhau một mùa xuân tốt đẹp như ý. 1, 2, 3, go! Dịp này, Hội Liên Quân cũng trao plắc tri ân những đóng góp của các cá nhân và gia đình phải gắn bó với hội. Nghe lượng, tường trình từ San Jose. Thưa quý vị, trong ngày Chủ nhật, có thêm hai hội đoàn tổ chức tiệc tân niên, đó là Liên trường Quảng Trị và Hội Ái hữu Cảnh sát Quốc gia Bắc Cali.
Bên cạnh đó, vào buổi chiều Chủ nhật, tại hội trường Unify cũng đã diễn ra chương trình văn nghệ gây quỹ từ thiện với chủ đề Mẹ và Xuân quê hương, thu hút đông đảo đồng hương đến thưởng thức. Mời quý vị theo dõi. Sáng Chủ nhật vừa qua, phóng viên Việt Today đã có dịp tham dự tiệc tân niên của Liên trường Quản trị được tổ chức tại Thư viện Tolley, số 880 Tolley Road, thành phố San Jose. Liên trường Quản trị bao gồm tất cả các trường học thuộc địa phận tỉnh Quản trị. Năm nay có sự tham dự của các cựu học sinh và giáo sư trường Nguyễn Hoàng, Thánh Tâm, Bồ Đề, Phước Môn, Đông Hà cùng với nhiều trường khác. Mỗi năm một lần, Liên trường Quản trị đều tổ chức họp mặt để các đồng môn có dịp gặp gỡ nhau, thăm hỏi bạn bè gần xa, tin tức kẻ còn người mất. Ông Hoàng Thưởng thay mặt ban tổ chức đã cho chúng tôi biết. Kính thưa quý vị, chúng tôi là Hoàng Thưởng trong ban tổ chức Liên trường Quản trị tổ chức tân niên tại thành phố San Jose, Bắc California. Và kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi thấy rất nhiều các đồng môn của chúng tôi học sinh trung học của trường Quản trị tại Quản trị, gồm rất nhiều trường, gồm đó trường Nguyễn Hoàng, trường Trung học Nguyễn Hoàng, trường Trung học Bồ Đề, trường Trung học Thánh Tâm, trường Trung học Phước Môn, trường Bán Công Đông Hà và các trường trung học thuộc các quận huyện thuộc tỉnh Quảng Trị. Và hôm nay là một niềm hân hạnh cho chúng tôi đón tiếp tất cả các đồng môn. Và kính thưa quý vị, có thể nói ngày hôm nay các thầy cô giáo cũng đã đến đây để tham dự cùng chúng tôi. Và chúng tôi còn mong rằng trong tương lai, khi chúng tôi được tổ chức tại thành phố San Jose, xin quý vị cùng chúng tôi yểm trợ cho trường Trung học Quản trị được thành lập tại thành phố San Jose, Bắc California. Trong dịp này, ban tổ chức cũng sẽ tổng kết các hoạt động trong năm qua và chuẩn bị cho năm mới. Ông Nguyễn Ngọc Hùng và ông Nguyễn Văn Hùng trong ban tổ chức đã chia sẻ. Hôm nay ngày đầu xuân, tất cả anh em học sinh Liên trường Quản trị họp mặt tại đây. Lý do thì cũng thật là đơn giản, tại vì chúng tôi sinh ra ở Quảng Trị, tất cả các trường trung học từ Nguyễn Hoàng, Thánh Tâm, Bồ Đề và tất cả các trường khác ở tỉnh Quảng Trị đều bị mất tên, là mất chỗ đứng. Cho nên chúng tôi qua đây hội họp gặp nhau một năm một lần để chào mừng năm mới, đồng thời cũng là cơ hội để anh em chuyển trò thân mật và chia sẻ những cái nỗi buồn vui khi xa xứ. Hàng năm chúng tôi thường tổ chức buổi họp mặt vào đầu xuân. Thứ nhất là để cho anh em có dịp gặp mặt với nhau. Thứ hai là để cho thầy cô từ những nơi xa xôi như Massachusetts, Los Angeles và Texas đến đây để có dịp mà gặp nhau, chúc nhau qua dịp Tết này. Và cái buổi họp mặt hôm nay á, mục đích á, là để cho tường trình cái hoạt động năm qua của hội như thế nào và hội phát triển như thế nào. Như năm ngoái thì hội thì tóm gọn trong cái trường Trung học Nguyễn Hoàng, năm nay đó thì trường mở rộng ra bao gồm tất cả những cái trường tại Quảng Trị, gồm tất cả các trường Phước Môn, Thánh Tâm, Bồ Đề và Đông Hà và những trường khác thuộc 8 quận huyện thuộc tỉnh Quảng Trị. Như vậy chúng tôi nới rộng vòng tay để tương thân tương ái cùng anh em trong cùng tỉnh nhà và cùng đi học thời còn nhỏ. Như thường lệ, mở đầu chương trình là lễ chào cờ Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa cùng một phút mặc niệm. Ông Nguyễn Ngọc Hùng thay mặt ban tổ chức phát biểu và gửi lời chúc Tết đến các cựu giáo sư và các bạn đồng môn. Tiếp theo đó, ông Hoàng Thưởng giới thiệu quan khách, đặc biệt là các cựu giáo sư và các đồng môn ở xa đến. Ông cũng không quên nhắc đến vị hội trưởng đang mang trọng bệnh, không thể đến tham dự. Tiếng trống lân rộn rã, mở đầu cho phần văn nghệ đầy màu sắc với tiết mục múa quạt của nhóm múa Hoa Tiên, cũng như những giọng ca hồn nhiên, trong sáng nhưng đầy tình cảm của các em thiếu nhi. Buổi họp
gặp mặt đầu năm của Liên Trường Quảng Trị kết thúc vào chiều cùng ngày trong không khí rộn ràng của dư âm ngày Tết và đầm ấm tình đồng hương. Bước sang trưa ngày Chủ nhật, tại nhà hàng Phú Lâm, hòa vào không khí xuân rộn ràng, Hội Ái hữu Cảnh sát Quốc gia vùng Bắc Cali cũng đã tổ chức một buổi tiệc tân niên. Phóng viên Quốc Bảo đã có mặt để gửi đến quý vị những hình ảnh về chương trình này. Quốc Bảo xin kính chào quý vị khán giả, quý vị Today Television. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ trưa ngày Chủ nhật 1 tháng 3 năm 2015. Chúng tôi hiện đang có mặt tại nhà hàng Phú Lâm. Chương trình ngày hôm nay là buổi tiệc tân niên của Hội Ái hữu Cảnh sát Quốc gia vùng Bắc Cali. Chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của 350 quan khách, bao gồm đại diện các hội đoàn, các ban ngành và đại diện các tôn giáo cũng như các cơ quan truyền thông. Bên cạnh một phần văn nghệ thật xuất sắc, chương trình ngày hôm nay gồm có phần trao giải thưởng cho 24 em học sinh xuất sắc là con em của Hội Ái hữu Cảnh sát Quốc gia Bắc Cali, và bên cạnh đó sẽ có những phần xổ số và rút thăm trúng thưởng. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi một số những hình ảnh liên quan đến buổi tiệc tân niên của Hội Ái hữu Cảnh sát Quốc gia vùng Bắc Cali. Chúng tôi nhận thấy có hơn 350 quan khách, phần đông là hội viên, gia đình và thân hữu, cùng đại diện các hội đoàn, giới truyền thông tham dự. Chúng tôi có dịp gặp gỡ với ông Lê Văn Thụy, hội trưởng. Ông đã chia sẻ. Một năm hội mình có 4 lần sinh hoạt, một lần tân niên, một lần ngày truyền thống 1 tháng 6, một lần picnic hè và một lần vào ngày Thanh Kế Vinh, sau Thanh Kế Vinh một tuần. Chương trình ngày hôm nay là ngày tân niên hội họp tất cả mọi người ở các nơi vùng Bắc Cali về đây sinh hoạt vui vẻ với anh em và phát thưởng cho học trò. Hội cảnh sát thì hiện tại giờ vùng Bắc Cali khoảng trên 1.000 người. Và hội thành lập từ bao lâu rồi thưa anh? Hội thành lập năm nay là 25 năm, kể từ năm 1990 và qua 7 đời hội trưởng. Đúng 12 giờ trưa, MC Thái Văn Hòa ngỏ lời chào mừng và khai pháo, cũng như bắt đầu bằng tiết mục múa lân do các võ sinh võ đường Vô Vi Nam cùng với võ sư Cẩm Bình biểu diễn. Phần trình diễn lân được ông bà Nguyễn Vĩnh Phương bảo trợ. Sau đó, ông Nguyễn Ngọc Thụy, sĩ quan nghi lễ, điều khiển nghi thức chào quốc kỳ cùng với một phút mặc niệm. Tiếp đến là phần dâng hương lên bàn thờ Tổ quốc. Ban tổ chức đã trân trọng mời các vị niên trưởng như Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, Đô đốc Trần Văn Chơn, Tiến sĩ Trần An Bài, ông Phan Tấn Lưu, ông Lê Văn Thụy lên bàn dâng hương. Tiếp theo, quan khách tham dự được thưởng thức hai bài hợp ca Cảnh sát Quốc gia Hành khúc và bài Ly rượu mừng do Ban hợp ca Gia đình Cảnh sát Quốc gia trình bày. Sau đó, ông Trần Quốc Nại đã giới thiệu thành phần quan khách tham dự cũng như đại diện các hội đoàn, giới truyền thông báo chí. Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, đại diện cho hội, đã lên chia sẻ cảm nghĩ của mình cũng như gửi lời chúc Tết đến quý đồng hương tham dự. Điểm son của chương trình là phần trao giải thưởng cho 24 em học sinh là con em của hội đã đạt được những thành tích xuất sắc trong học tập. Trong chương trình, hội cũng đã kêu gọi giúp đỡ cho trường hợp của hội viên Cao Văn Phổ, phục vụ trong lực lượng cảnh sát quốc gia, tỉnh Bình Định, hiện đang trong hoàn cảnh rất khó khăn. Con gái, con rể cùng với ba cháu ngoại của ông đã tử nạn trong một tai nạn xe hơi ở tiểu bang Indiana vào ngày 28 tháng 12 vừa qua. Cá nhân ông cũng đã được nhiều hội đoàn và cá nhân giúp đỡ một số tài chánh. Chương trình cũng đã có phần đấu giá 3 thùng rượu chát với số tiền là 1.500 Mỹ Kim dùng để giúp đỡ các thương phế binh và quả phụ cảnh sát quốc gia trong nước. Sau đó là phần văn nghệ do các hội viên và gia đình trong Hội Cảnh sát quốc gia trình diễn với những bài hát xuân và quê hương. Quan khách tham dự được ban tổ chức khoản đãi một bữa trưa thật ngon miệng. Chương trình kết thúc vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày. Tiếp theo, vào buổi chiều Chủ nhật, tại hội trường Unify Event Center trên đường Story đã diễn ra một chương trình văn nghệ gây quỹ cho hội từ thiện Hoa Tình Thương và nhóm Hương Sen tổ chức. Phóng viên Quốc Bảo đã có mặt để gửi đến quý vị phần tường trình. Quốc Bảo xin kính chào quý vị khán giả của Today Television. Thưa quý vị, bây giờ là 2 giờ trưa ngày Chủ nhật 1 tháng 3 năm 2015. Chúng tôi hiện đang có mặt tại Unify Event Center, nơi tổ chức chương trình ca nhạc gây quỹ với chủ đề Mẹ và Xuân quê hương với các gương mặt ca sĩ được nhiều người yêu mến. Đây là chương trình ca nhạc gây quỹ do Hội Từ Thiện Hoa Tình Thương và nhóm Hương Sen tổ chức.
Và bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi một số những hình ảnh liên quan đến chương trình ca nhạc gây quỹ với chủ đề. Chúng tôi nhận thấy có hơn 500 đồng hương tham dự và con số này có lẽ sẽ tiếp tục tăng lên về sau. Chúng tôi có dịp gặp gỡ cô Diệu Minh trong ban tổ chức. Cô đã chia sẻ về ý nghĩa của chương trình. Hôm nay là cô Diệu Minh tổ chức cái chương trình ca nhạc gây quỹ để giúp cho những người nghèo được bị mù tại Việt Nam được mổ mắt. Hội Từ Thiện Hoa Tình Thương và Hội Hương Sen chọn cái chủ đề là mẹ và quê hương, là vì là trong cũng còn trong cái dịp mùa xuân mà cũng muốn gửi về cho những bà mẹ ở quê nhà một cái niềm vui sau khi mà phổ biến những cái chương trình từ thiện mổ mắt cho người nghèo, người mù cùng cho mấy bà mẹ già, và cũng cho nhiều quà cho tất cả các nơi ở những vùng sâu vùng xa. Còn người ta cũng đang mong đợi cái tổ chức từ thiện của Hoa Tình Thương của nhóm Hương Sen. Họa sĩ Trần Bổn, thành viên của nhóm Hương Sen, với một bàn gồm những tranh vẽ thư pháp để phục vụ cho bà con tham dự. Ông cũng đã chia sẻ về những tác phẩm của mình. Mục đích bữa nay là cũng trong 3 ngày xuân, mình muốn ra mình vẽ bông hoa để cho ai thích những cái chữ gì mà có tính cách mà vui vẻ cho đầu năm á, thì họ có thể họ mua về họ treo nhà đó. Thì ở trong này á, thì là mình có thể mình viết những cái câu đối, những cái câu mà chúc tụng những ngày Tết cho an vui gia đình hoặc là cho hạnh phúc, cho phát tài. Ai có thích cái gì á, thì mình có thể mình viết theo ý của người ta. Chương trình văn nghệ và dạ vũ với chủ đề Mẹ và Xuân Quê Hương, với các ca nghệ sĩ như Tuấn Vũ, Ngọc Huyền, Sơn Tuyền, Quang Đông, các tiếng hát trẻ như bé Hải My, bé Lina, bé Jenny và bé Anna Dung Nhi Phạm, ban nhạc The Upbeat Band cùng với hai MC Thanh Tùng và Giáng Ngọc. Ngoài phần trình diễn của các ca nghệ sĩ, ban tổ chức còn có phần xổ số và đấu giá những tặng vật do các nhà hảo tâm đóng góp. Khán giả tham dự đã có dịp thưởng thức những tiếng hát mang giai điệu quê hương của các ca sĩ. Chương trình ca nhạc gây quỹ Mẹ và Xuân Quê Hương kết thúc vào lúc 10 giờ tối cùng ngày. Vừa rồi là những sinh hoạt của đồng hương người Việt tại vùng Bắc Cali vào cuối tuần qua. Nam Minh xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và cũng xin cảm ơn Deluxe Cargo San Jose đã bảo trợ cho chương trình. Nam Minh xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Phóng sự cộng đồng tuần sau.